John Davy dừng Rockefeller. Người được mệnh danh là ông vua dầu mỏ, ông được coi là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại. Trong suốt cuộc đời mình, tỷ phú Rockefeller đã viết 38 lá thư gửi con trai, chuyên dạy những bài học cuộc sống và kinh doanh đắt giá. Đây đều là những kinh nghiệm quý báu mà ông đã đúc kết được trong suốt sự nghiệp giàu có của mình. Bức thư thứ nhất: điểm bắt đầu không quyết định điểm kết thúc. Ngày 20 tháng 7 năm 1897, John thân mến, con hy vọng bố có thể đi chung thuyền với con mãi mãi, là thuyền trưởng vĩnh cửu của con. Chúa tạo ra đôi chân để chúng ta tự đi trên đôi chân của mình. Con có thể chưa sẵn sàng đi một mình, nhưng con cần biết rằng thế giới kinh doanh đầy thử thách và diệu kỳ mà bố đang ở chính là điểm khởi đầu cho cuộc sống mới của con. Con sẽ bắt đầu từ đó để tham gia vào những gì con chưa được tận hưởng, và đó là bữa tiệc tương lai của cuộc đời là con. Việc con sử dụng dao và nĩa trước cuộc sống của con như thế nào, nếm thử từng món ăn do thiên thần phục vụ, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào con. Tất nhiên, bố mong đợi con sẽ nổi bật giữa đám đông trong tương lai gần và chiến thắng bố. Và bố đã quyết định giữ con lại bên mình. Bố chỉ muốn đưa con đến điểm xuất phát cao hơn trong sự nghiệp của con, để con có thể nhanh chóng tiếp cận cơ hội mà không cần phải vất vả chèo đèo lội suối. Tất nhiên không có gì đáng để hài lòng và khoe khoang, và con không cần phải biết ơn niềm tin sáng lập ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là tạo ra bình đẳng cho tất cả mọi người. Nhưng sự bình đẳng này là quyền bình đẳng về quyền và luật pháp. Nó không liên quan gì đến thế mạnh kinh tế và văn hóa. Hãy nghĩ về nó, thế giới của chúng ta giống như một ngọn núi cao. Khi cha mẹ con sống trên đỉnh núi, con có thể không sống dưới chân núi. Khi cha mẹ con sống ở dưới cùng của vùng núi, số phận của con không phải mãi sống ở chân núi. Trong hầu hết các trường hợp, vị trí của cha mẹ quyết định điểm xuất phát của đứa trẻ. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi người đều có xuất phát điểm khác nhau và kết quả cuộc sống sẽ khác nhau. Trên đời này, không bao giờ có chuyện giàu nghèo là cha truyền con nối cả. Không bao giờ có chuyện thành bại là do cha truyền con nối. Chỉ có sự thật là bố đã cố gắng và thành công. Bố tin chắc rằng số phận được quyết định bởi hành động của chúng ta, chứ không phải bởi nguồn gốc như con đã biết. Khi bố còn nhỏ, gia đình bố rất nghèo. Bố nhớ rằng những cuốn sách bố sử dụng khi còn học trung học đã được mua bởi những người hàng xóm tốt bụng. Khi bố mới bắt đầu cuộc sống, đó chỉ là mức lương vòn vẹn 5 đô một tuần khi cha làm kế toán của ông chủ. Nhưng bằng nỗ lực không ngừng, bố đã thành lập ra một vương quốc dầu mỏ đáng ghen tị trong mắt người khác. Đây có vẻ là một truyền thuyết, nhưng bố nghĩ đó là phần thưởng cho sự kiên trì và chăm chỉ, đồng thời là phần thưởng cho sự chăm chỉ của thần hộ mệnh của ta. John, cơ hội luôn không bằng nhau, nhưng kết quả có thể ngang nhau trong lịch sử, dù trong chính trị hay kinh doanh. Đặc biệt là kinh doanh, có rất nhiều ví dụ về việc bắt đầu lại từ đầu. Họ đã có ít cơ hội vì nghèo khó, nhưng họ đều đã đạt được danh tiếng nhờ sự cố gắng của mình. Tuy nhiên, lịch sử cũng từng ghi dấu ấn về những tấm gương con nhà giàu có mọi ưu điểm nhưng lại gặp thất bại. Một thống kê ở Massachusetts cho biết, không ai trong số 17 đứa trẻ con nhà giàu vẫn giữ được sự giàu có của nó khi chúng rời bỏ thế gian. Cách đây khá lâu, trong xã hội có một câu chuyện châm biếm sự kém cỏi của con nhà giàu, kể rằng trong một quán bar nhỏ ở Philadelphia, một vị khách nói về một triệu phú và nói rằng anh ta là một triệu phú tự thân. Không đúng, một người đàn ông bên cạnh anh ta trả lời, anh ta được thừa kế 20 triệu. Và sau đó anh ta biến số tiền thành 1 triệu. Đây là một câu chuyện buồn, nhưng trong xã hội chúng ta ngày nay, hội con nhà giàu đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Nhiều người trong số họ có số phận đáng thương, đáng thương thậm chí xa vào địa ngục lịch sử. Vinh quang và thành công của gia đình không thể đảm bảo cho tương lai của con cháu bố. Thừa nhận rằng có lợi thế từ sớm thực sự hữu ích, nhưng nó không đảm bảo một chiến thắng cuối cùng. Bố đã hơn một lần nghĩ về vấn đề đáng buồn này. Đối với con nhà giàu, bố dường như nghĩ rằng những đứa trẻ giàu có đã bắt đầu có lợi.
thế nhưng chúng hiếm khi có cơ hội học hỏi và phát triển những kỹ năng cần thiết để sinh tồn. Những người có xuất phát điểm thấp sẽ tích cực phát huy khả năng và sự sáng tạo của mình bởi vì họ cần khẩn cấp giải cứu bản thân, đồng thời trân trọng và nắm bắt các cơ hội khác nhau. Bố cũng thấy tham vọng của con nhà giàu ít hơn con nhà nghèo. Vì vậy, khi con và các chị còn rất nhỏ, bố đã ý thức không cho các con biết rằng bố của con là một người giàu có. Bố đã dạy cho con hầu hết các giá trị như tiết kiệm và tự thân vận động, bởi vì bố biết rằng cách nhanh nhất để hủy hoại các con là cho các con tiền bừa bãi có thể làm cho con người hư hỏng và sa đọa, kiêu căng ngạo mạn và mất đi điều hạnh phúc nhất. Ta không thể vùi dập những đứa con thân yêu của mình bằng của cải và dại dột, làm cho các con trở nên bất tài, không muốn tiến thủ làm ăn mà chỉ trông chờ vào thành quả của cha mẹ. Một người thực sự hạnh phúc là người có thể tận hưởng tác phẩm của mình. Những người giống như bọt biển chỉ biết nhận mà không cho sẽ không được hạnh phúc. Bố tin rằng ai cũng khao khát một cuộc sống hạnh phúc và cao quý, nhưng không nhiều người thực sự hiểu cuộc sống hạnh phúc và cao quý bắt nguồn từ đâu. Theo bố, một cuộc sống cao sang và hạnh phúc không phải xuất phát từ dòng dõi quyền quý hay lối sống cao sang, mà từ một đức tính cao thượng, đó là tinh thần tự lực tự cường. Hãy nhìn những con người cao quý đó, những người đã giành được sự tôn trọng của thế giới và thể hiện sự quyến rũ ở khắp mọi nơi chúng ta biết giá trị của sự tự lập. Dồn mọi động thái của con sẽ trở thành mối quan tâm của bố, nhưng so với kiểu quan tâm này, bố tin tưởng vào con hơn tin tưởng vào con người xuất sắc của con. Một con người đáng giá hơn bất kỳ cuộc cải nào trên thế giới sẽ giúp con tạo dựng được một tương lai tốt đẹp và sẽ giúp con có được thành công một cuộc sống viên mãn. Nhưng con cần củng cố niềm tin rằng điểm xuất phát có thể ảnh hưởng đến kết quả, nhưng nó sẽ không quyết định kết quả. Các yếu tố như khả năng, thái độ, tính cách, tham vọng, phương tiện, kinh nghiệm và sự may mắn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống và thế giới kinh doanh. Cuộc sống con chỉ mới bắt đầu, nhưng những trận chiến của cuộc sống đang ở phía trước của con. Bố có thể cảm nhận sâu sắc rằng con muốn trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng con phải biết rằng mọi người đều có ý chí theo đuổi chiến thắng, và chỉ những người sẵn sàng chuẩn bị và quyết tâm làm đến cùng mới có thể đạt được chiến thắng. Con ơi, những người thừa kế và không có quyền lực là rác thải, những người có học thức mà không hành động là một đống rác vô giá trị. Hãy tìm con đường của riêng con và Chúa sẽ giúp con. Bố yêu của con.